Ngày xưa, trong khu vườn của ông vua nọ có cây táo quý, nó cho ra những trái táo bằng vàng. Một ngày nọ, vua phát hiện ra những trái táo vàng đã bị trộm mất. Vua rình xem và trông thấy một con chim lạ có đôi cánh đỏ rực như lửa, chính là kẻ trộm táo. Vua ra lệnh cho ba người con trai thay nhau canh bắt con chim lửa. Chỉ có hoàng tử thứ ba là thoát khỏi cơn buồn ngủ kỳ lạ đến vào lúc nửa đêm, nhưng con chim lửa vẫn thoát được, để lại cái lông đuôi đỏ rực. Từ đó chim lửa không xuất hiện nữa. Vua lại ra lệnh cho các hoàng tử đi tìm bắt chim lửa về cho ông. Các hoàng tử lên đường tìm bắt con chim quý. Hoàng tử thứ ba là Y Văn lạc vào một khu rừng rậm hoang vắng. Bỗng xuất hiện một con chó sói to lớn. Nó đưa nàng đến nơi có con chim lửa và dặn chỉ bắt con chim nhưng không được lấy cái lồng. Hoàng tử quên lời hứa lấy luôn cái lồng vàng đẹp. Thế là hoàng tử bị bắt. Vị vua nước này hứa sẽ cho chàng con chim lửa nếu lấy được con ngựa bờm vàng của vua nước láng giềng về cho ông. Sói lại đưa chàng đến nơi có con ngựa bờm vàng, dặn đừng lấy yên ngựa. Hoàng tử lại sai lời và lại bị bắt giữ. Vua nước này bắt chàng phải đem nàng công chúa Helen xinh đẹp về đổi lấy con ngựa quý. Còn sói lại giúp hoàng tử bắt được nàng công chúa xinh đẹp khi nàng đang đi dạo và chở cả hai người thoát thân. Sói giấu công chúa vào một chỗ rồi hóa thành công chúa giả để hoàng tử đem đổi lấy con ngựa bờm vàng. Khi hoàng tử đã chở công chúa chạy thật xa, sói liền hiện nguyên hình phóng chạy theo họ. Đến nơi có con chim lửa, sói lại hóa ra con ngựa giả để hoàng tử đem đổi lấy con chim lửa. Khi hoàng tử đã chở công chúa cùng chim lửa thoát đi xa, sói mới phóng theo họ. Bấy giờ nó từ giã chàng và chạy mất vào rừng. Trên đường về, hoàng tử bị hai người anh bắt trói vào gốc cây, chiếm đoạt tất cả những gì chàng có được và bỏ mặc chàng ở lại đó chết dần vì đói rét. Họ trở về cung lập công với vua cha. May thay, con sói kỳ lạ đã xuất hiện giải thoát cho chàng và đưa chàng vào cung. Mưu gian bại lộ, hai người anh tham lam độc ác trốn đi biệt dạng, còn chàng hoàng tử Úc thì được cưới nàng công chúa xinh đẹp và sống hạnh phúc bên nhau.